và chúng ta sẽ chào mừng em đã quay trở lại với chiếc đầu của mình. Mình là Cát Hờ Electro ra đây tiếp tục chơi về CE4 và xuất lượt. Nếu anh nào và nếu anh nào muốn thích chơi này đừng quên online chia sẻ được với cho mình. Cảm ơn số kiến số cho video và đăng ký ủng hộ mình nhé. Và nhớ chuông để nhận thông báo mình để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sử dụng về súng trường Boron. Let's go. Cũng dễ thôi. Thank you.
cuối cùng cũng xong.
hết đi. Thành công rồi. Và chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tại đây. Những ai nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ là clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cho những tập phim tiếp theo. Tạm biệt ạ.